Thực hiện kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng nay Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa. Tại tuyến sông Cổ Chiên và khu vực Cù Lao An Bình, trong ngày hôm nay, đoàn đã đến kiểm tra một số phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách du lịch. Qua kiểm tra, hầu hết đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số phương tiện chưa trang bị đầy đủ áo phao, bản đồ hành trình. Phổ biến nhất vẫn là việc neo đậu, đưa đón khách sai quy định. Đoàn đã lập biên bản nhắc nhở một số chủ phương tiện, đồng thời kết hợp tuyên truyền vận động các chủ phương tiện kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa nghiêm chỉnh chấp hành các quy định nhằm đảm bảo an toàn hành khách du lịch, cũng như góp phần đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.